Dạ, vậy là câu hỏi thứ hai là thầy giải đáp luôn rồi. Em hỏi câu thứ ba. Con hỏi câu thứ ba. Câu thứ ba là nếu mà nghiệp quả mình đã tạo ra rồi á, thì làm cách nào để mình có thể hóa giải các nghiệp quả mình đã tạo ra? Những cái suy nghĩ sân hận nhá. Dạ. Nó giống như bây giờ chúng ta có một cái nắm muối mà bây giờ có một cái tên ác ôn nào đó bắt là bây giờ mình phải ăn cho hết cái nắm muối đó. Thì cái người dạy là người trợn trắng con mắt ráng nuốt cho hết cái nắm muối. Còn cái người khôn thì pha nước, pha cho nó loãng thôi. Thì uống thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với cái việc là mình phải ăn sống. Thậm chí nếu mà cái mình chơi cái nồi nó thiệt là bự luôn, thậm chí mình nấu canh cũng được, chẳng qua canh nó hơi mặn. Cũng vậy, khi chúng ta làm các ác nghiệp rồi thì chúng ta có thể làm nhiều thiện nghiệp để chúng ta pha loãng các ác nghiệp đó ra, hoặc khi mà chúng ta chịu các quả ác ấy, thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Như ở trong Tương Ưng, trong bài kinh Mắc Kha Lý, Đức Thế Tôn nói là cái người mà bố thí, ví dụ như là bố thí tài sản, rồi y phục, rồi xe cộ vân vân, thì khi mà họ do ác nghiệp họ tái sanh làm con bò, thì con bò đó nó cũng có tài sản, có y phục vân vân. Nếu mà người đó có bố thí mà họ tái sanh do ác nghiệp họ tái sanh làm loài chó, thì cái con chó đó nó cũng có tài sản, có y phục vân vân. Và nếu người đó tái sanh làm loài người thì nhờ kiếp bố thí quá khứ thì họ cũng có tài sản, có y phục vân vân. Hoặc nói dễ hiểu là nếu như chúng ta có sa đọa, thí dụ như sa đọa làm loài thú đi, thì chúng ta cũng được làm thú cưng, chứ không phải là cái con thú mà nó hoang ở ngoài đường. Nó cũng khác nhau. Cho nên là cái thiện nghiệp thì nó sẽ giúp cho cái ác nghiệp của mình ấy, nó dễ chịu hơn một tí. Nhưng mà nói gì thì nói, ác nghiệp nó vẫn cứ là ác nghiệp thôi. Thì muốn mà khắc phục triệt để thì chỉ như trường hợp ngày Angulimala là tu hành chứng đắc đạo quả. Thì chỉ khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả thì khi đó chúng ta không còn phải trả nghiệp nữa. Cho nên sư khuyến khích quý vị nguyện thôi cho giải thoát giác ngộ càng sớm càng tốt. Bởi vì mình giải thoát giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ tránh khỏi bốn đường dữ.